vô nguyên đèn giao thông, hai chế độ tự động và điều khiển bằng tay, đang chạy chế độ tự động. Thì giao chỉ là cái tham khảo thôi, mình sẽ gửi kèm chương trình ở bên dưới video. Lập trình bằng F7-200 của Siemens này. Chế độ giờ cao điểm, giờ cao điểm mình nghĩ mình làm đường ưu tiên thì đèn xanh sẽ lâu hơn, còn bên kia đèn không ưu tiên thì đèn xanh của nó sẽ thấp hơn. Tiền mình là đàn B. Lần nữa nó sẽ gọi cho về chế độ tự động. Ở đây do thời gian video quá hạn nên mình không quay được hai thời điểm khác nhau. Có việc gì các bạn xin mời các bạn comment bên dưới. Mình phải trả lời câu hỏi.